Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Xin chào, đây là bạn Đức Hải và bạn ấy đến đây một lần nữa trong chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ để tìm tình yêu đích thực. Và lần này thì mầm xanh bạn ấy gieo có trở thành một cái cây tươi tốt hay không? Hay là chúng ta sẽ ngừng nuôi dưỡng nó để đầu tư cho một tình yêu khác? Tất cả sẽ là một câu hỏi lớn mà chính bạn sẽ là người trả lời. Nhưng mà trước hết thì cho chị xin phép, em sẽ xác nhận lại mình vẫn còn đến đây vì cô gái đó đúng không? Sau một phần trò chuyện chúng ta sẽ không thay đổi quan điểm. Em vẫn giữ quyết định này. Rất nhanh chóng. Và bây giờ chúng ta sẽ có phần tỏ tình ngược. Em sẵn sàng chứ? Thật ra thì hôm nay em có chia sẻ là em đến tỏ tình vì một người. Và em cũng có chia sẻ là cái tình cảm mà em dành cho người đó em đã nuôi dưỡng rất là lâu. Nên là em xác định tình cảm chỉ dành cho một người thôi. Nên là em xin phép là em sẽ không tham gia phần tỏ tình ngược. Mặc dù là sẽ có nhiều người muốn động viên em hoặc là có những tình cảm đặc biệt dành cho em và đó mở ra một cơ hội mới cho em chắc chắn hơn, em vẫn không muốn nhận cơ hội này. Giờ em nghĩ tình cảm của em giờ đang rất là lớn dành cho người đó nên là em thực sự em chỉ muốn dành cho người đó thôi. Nên là Duy Luân, cánh cổng đã đóng lại cho em rồi và chúng ta không có phần tỏ tình ngược. Cảm ơn bạn Đức Hải đã rất mạnh dạn để xác nhận điều này. Và bây giờ vì không có phần tỏ tình ngược nên chắc chắn chúng sẽ đến ngay với phần tỏ tình. Hãy quên đi những gì đã vụn vỡ để chúng ta lại tiếp tục xây đắp cho mình một hạnh phúc nhé. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng Đức Hải, chàng trai bản lĩnh, đến với phần tỏ tình. Cho em xin phép hỏi tất cả mọi người ở đây thì mọi người có một cái số nào, có một con số nào may mắn đối với mình hay không? Có. Số 7. Con số 3. Số 7. Thì em cũng như tất cả mọi người, em cũng sẽ có một cái con số mà nó rất là ý nghĩa và may mắn với mình. Thì đó là con số 2. Tại sao con số 2? Bởi vì đây là lần thứ 2 em bước lên sân khấu tỏ tình này. Và nó có một cái ý nghĩa nữa. Là vị trí số 2. Cú dập phát đi. Nét diễn đấy. Vẫn diễn. Nào, vẫn diễn. Em biết là Hải cũng có quen sơ sơ sương sương, nhất là quen trang chuối như là 3 năm luôn rồi. Thật ra em với cả Hải là quen nhau phải hơn 3 năm rồi. Kiểu gần như là ngày nào cũng gặp nhau luôn á. Em đang đặt nghi vấn là Hải đến đây vì một cô gái người Bắc. Mạnh mẽ lên chị. Có thể là mình đã bị đánh lừa từ nãy đến giờ là bạn ấy đến vì người quen. Nhưng thật ra đến từ người không quen nhưng có cảm giác là đã quen từ lâu lắm rồi. À, đợi bạn đến đây thì ai vậy ạ? Vì Luna thì sao? Wow, thật sự kiếp trước không biết làm gì. Kiếp trước em sống ở trên mặt trăng á. Mạnh mẽ lên chị. Jenna, em có nghĩ là một nhóm bạn thân chơi với nhau cũng như motif cũ bạn ấy sẽ lên tỏ tình em? Chơi cùng thì em thấy là Hải với em cũng có khá nhiều điểm tương đồng với nhau.
quan trọng là sao? Tôi biết bạn này đến đây vì ai? Có tiền không? Và đây là lần thứ hai em tỏ tình chị. Và đây là lần thứ hai em tỏ tình chị. Sờn, sờn cả da gà luôn nè. Thật sự nghe cái câu lần thứ hai tỏ tình với chị sờn cả da. Thôi, thấy anh trai quốc dân chưa? Đoán phải là chúng luôn. Thôi, anh là ngoại lệ. Thật ra nãy xuống thì em cũng hơi ngại ngùng. Ngại á hả? À, em biết ngại hả? Ok. Có chứ. Mà em đâu có giày như Duy Luân đâu. Thôi. Trời ơi, sốc không anh? Rồi tha đi. Thật ra thì như chị cũng biết, đây là lần thứ hai em đến chương trình. Và em ngại ngùng bởi vì như em có nói, đó là lần thứ hai em tỏ tình chị. Ồ, lần thứ hai nha. Từng tỏ tình một lần rồi. Ủa? Nên là em cũng sợ lần này nó cũng có một cái kết cục giống như lần trước. Nên là khi mà đưa tay ra để mà kéo chị lên đây thì em cũng có một cái sự đắn đo, một cái sự ngại ngùng nhất định. Nhưng mà em nghĩ là với cái tình cảm mà em đã cất giấu rất là lâu thì em nghĩ là cái sự ngại ngùng đó nó không là gì cả. Em không biết nói sao nữa, trời. Ủa, lần thứ hai là sao? Lần thứ nhất là lúc nào vậy? Thì em nghĩ xíu nữa sẽ biết. Ủa, chị không nhớ luôn hả? Oh no. Ok, tôi chết rồi. Không được như thế nhá. Buồn á. Thực sự hôm nay em đã chuẩn bị cho chị rất là nhiều. Ở sau màn hình kia nó là cả một chuỗi ngày mà em nuôi dưỡng tình cảm, cũng như là em nuôi dưỡng cái hạt giống trong tâm hồn mình để một ngày nó có thể nảy mầm. Và em nghĩ là ngày hôm nay nó đã nảy mầm. Và em hy vọng rằng nó sẽ có một cái tương lai để nó đơm hoa kết trái. Vào ha. Có viên nữa. Ngồi thẳng luôn như này đó hả? Hello. Hi. Hello mọi người. Chị có nhớ khung cảnh này là gì không? Từ đã trông quen quen này. Bờ sông bên quận nhất hay là quận tư gì đấy đúng không? Đây là bờ sông quận tư. Chị có biết tại sao em dẫn chị ở đây không? Tại sao? Không nhớ thật luôn hả? Có một hai lần. Có một lần là chị ngồi với em ở đây, một lần là còn ngồi với Duy Luân rồi Minty nữa. Thực ra thì chị em mình ngồi đây mới một lần thôi. Chứ không có ai ngồi đây cùng cả. Và đây là cũng là một cái nơi có thể gọi là một cái nơi bí mật của bản thân em.
như chưa chị biết thì bản thân em là một người sống rất là nội tâm. Em ít chia sẻ với ai, nên là khi mà em gặp một câu chuyện gì đó hoặc một cái điều gì đó khiến mình stress thì em thường một mình tới đây và ngồi đây nhìn ngắm những cái dòng xe qua lại, rồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, thì tự dưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Và thực sự là chỗ này cũng chưa có ai biết, và chị là người đầu tiên mà biết chỗ này, và là em là người dẫn chị ngồi đây cùng em. Và ở đây còn có một cái kỷ niệm rất đặc biệt giữa chị em mình nữa cơ. Kỷ niệm gì? Xíu nữa rồi biết. Ê, tính ra mới ngồi có một lần á, kỷ niệm gì vậy trời? Có thể đối với chị nó không là kỷ niệm, nhưng đối với em nó là một kỷ niệm rất là to lớn. Ok. Chị có nhớ mình quen nhau lúc nào không? Mình quen nhau qua livestream. Tầm tháng... tháng 6, tháng 7 năm ngoái gì đấy. Tại vì chị nhớ là cái đợt đấy là chị ra Hà Nội, xong là bị giãn cách. Xong là hôm bữa đấy là chị livestream với bạn. Xong rồi em vào coi. Em lại là bạn của bạn đó. Xong em vào coi, xong rồi rủ chơi game. Xong rồi bốn đứa lên livestream rồi chơi nối từ, nối bài hát rồi vẽ tưng bừng lên mặt rồi đúng không? Tại sao cái đấy lâu lắm rồi mà vẫn nhớ, mà cái này mới đây thôi mà lại quên? Oh no! Thì cái kia nó vui. À không nghĩ là... À, cái này nó buồn. Thì hóa ra là chị ngồi cùng em chị không cảm thấy vui đúng không? Không không. Quên đi, quên đi. Thì thật sự là đợt đấy thì cũng vui thật. Lần đầu tiên em tham gia một buổi livestream ở bên Instagram mà vui như vậy. Và vui hơn nữa đấy là em được gặp chị, em được gặp chị. Mà chẳng phải là em thì chẳng phải là ai cả. Làm anh hạnh phúc, làm anh yêu. Cái bữa đó em live xong em follow chị á. Nhưng không, chị cũng bất ngờ tại vì cái lúc mà livestream thì kiểu chưa quen biết gì nhau cả. Mà nói thì em cũng nói ít nói lắm, chơi thì chơi đại vậy thôi, chơi đúng kiểu chơi xã giao ấy. Xong cái tự nhiên em follow. Mắc gì follow? Để tôi xinh đúng không? Hay vậy quá. Thì xinh thật, đấy là điều không ai phủ nhận được. Thì lúc đấy sau buổi livestream đó thì em cũng cảm thấy như là mình cũng muốn kết nối với một người con gái rất là xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, lại hòa đồng, lại còn mang trong mình một cái năng lượng rất là tích cực. Mặc dù thời điểm đấy là một cái thời điểm dịch đang căng nữa. Thì tự dưng em muốn kết nối. Và sau đấy thì chị có nhớ ai là người chủ động bắt chuyện chưa không? Em chắc chắn luôn, tại vì không bao giờ chị bắt chuyện với mình với con trai cả. Em như là rap story đúng không? Rap story, một cái story chị rất là buồn. Lâu lắm rồi. Thì bản thân em, nếu như nhìn thấy một người con gái mà mình tự dưng mình có cảm mến, hay là hoặc là một người bạn bè bình thường thôi, thì khi thấy họ buồn thì em cũng muốn mình có thể chia sẻ cùng họ rồi. Hơn nữa chị cũng chiếm một cái gì đó mà em cảm thấy mình rất là quý. Mặc dù chỉ qua vài tin nhắn thôi. Thì tự dưng lúc đấy em muốn chia sẻ với chị. Thì sau khi nói chuyện với nhau nhiều, em bắt đầu nhận ra rằng giữa hai chúng ta có rất là nhiều điểm tương đồng với nhau. Thực sự mỗi lần mà thấy chị buồn, em thực sự rất là bối rối. Nên cách duy nhất đó là nói xàm nó cùng nó điên để chị vui thôi. Và chị nghĩ nó là văn vở. Nhưng với em nó là một cách để xoa dịu tinh thần chị. Ê, hồi đó bạn thả tính tôi luôn á. Ý là cái gì thả thính cái gì mà văn cổ trang cái gì gì đó. Hả? Cổ trang.
thì nó là những cái sàm để chị vui. Thì cái thời điểm đấy chị đang buồn đúng không? Thì em xoa dịu chị như vậy đúng rồi nữa. Đợt đấy chị chả cười hô hố gì nữa đúng không? Cười hô hố luôn. Cười hô hố. Thì thực sự là sau một thời gian nói chuyện, và cũng có một vài lần em thả tính chị nữa luôn, thì em cứ thấy chị nhắn tin một cách rất là hời hợt và nói chuyện như kiểu thực sự là hai người chị em bình thường. Và em cảm nhận rõ đấy là chị đang tạo một cái khoảng cách nhất định với em. Thì lúc đấy em vẫn tiếp tục cảm mến, nhưng mà cái cảm xúc đó em lại cất giữ trong lòng. Thì không biết là lúc đấy chị có đang cố tình tạo rào cản thật không? Chị nghĩ là em cũng biết là chị không thích những người quá văn vở. Thì hồi đó nói chung là sau lần livestream rồi nói chuyện chia sẻ tâm sự này kia thì thấy em cũng dễ thương. Chị cũng coi em như là một đứa em trai. Rồi khi mà tự nhiên mà thấy em cái cách nói chuyện của em như thế thì không phải là chị cố tình lơ đi, chỉ là chị không biết phải nói sao cả. Với cả là chị khi lúc đấy là chị cũng đã xác định là em trai, một người bạn bè thì xung quanh chị rất là nhiều bạn là nam giới. Một khi mà chị đã xác định đó là cái mối quan hệ bạn bè thì chị sẽ có cái cách nói chuyện riêng, cái cách đối nhân xử thế riêng với những người mà mình đã cho là bạn bè. Thì chị thấy là chị nói chuyện cũng bình thường mà. Thực sự là chị không cố tình lơ đi hay là như nào đâu. Thì ra là không cố tình. Thì cũng giống như em nói nãy, thì cái văn vở của em nó chỉ là mục đích xoa dịu chị thôi. Bởi vì em cũng chỉ biết khùng khùng sầm sàm, tại vì thời điểm đấy em làm gì đã gặp được chị đâu. Mình chưa có cơ hội gặp nhau. Mà thấy chị buồn nữa thì đấy là cách duy nhất. Nhưng mà vẫn vui là được rồi. Phải hơn nửa năm sau mình mới gặp nhau nhỉ? Thì thực sự là sau khoảng thời gian đấy em cảm thấy như vậy thì em cũng chỉ biết cất giấu cảm xúc mình thôi. Và cũng vô tình có một lần, đấy là em đang có một cái khoảng thời gian rất là buồn, rất là nhiều tâm sự, rất là nhiều stress. Chị có nhớ chị làm gì không? Cái lần mà em buồn, em đăng story close friends xong rồi chị bay từ Hà Nội vào gặp em đúng không? Ôi nghe nói kiểu bay từ Hà Nội vào gặp nghe. Nghe nó vĩ đại ghê luôn á. Thì thực sự bản thân em rất ít khi thể hiện cái nỗi buồn của em trên mạng xã hội và public cho tất cả mọi người biết. Đấy là lý do tại sao mà em chỉ chọn đăng story private. Và chị cũng có ở trong danh sách đó. Thì thực sự bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là em sẽ có một ngày sẽ có một người để ý đến cảm xúc của mình và chủ động để xoa dịu mình. Thì khi mà nhận được tin nhắn từ chị, em cũng khá là bất ngờ. Bởi vì ít nhất mình cũng có một người này, người ta để ý cảm xúc của mình. Và điều em cảm động hơn nữa đấy là chị mới quay phim xong, mặc dù đang rất là mệt, và kết thúc một cái hành trình cả 1 tiếng rưỡi bay từ Hà Nội về Sài Gòn, nhưng chị vẫn đi từ sân bay ra để gặp em. Chị nhớ rồi, cái hôm đó là em up story em buồn. Thực ra là đợt đấy chị cũng đã có để ý là cả một cái quãng thời gian gần đó là em hay up story buồn. Thì hôm đấy chị mới hỏi em là bị làm sao đấy, có vấn đề gì. Thì em lại kêu là thôi khi nào gặp thì nói, thì em sẽ nói. Thì tình cờ, rất tình cờ là lúc đấy ngay tối hôm đấy là chị có lịch bay vào Sài Gòn luôn. Thế nên chị mới bảo là thế lát nữa đợi chị bay vào xong có gặp nhau luôn không.
thì kiểu là sự là lúc ấy chị thấy em buồn mà kiểu cả một quãng thời gian rồi ấy, thì chị cũng tò mò, cũng thấy thương, cũng không biết là có vấn đề gì mà tại sao lại khó nói như thế, tại sao phải chờ lúc gặp thì mới nói được ấy. Thì thấy bay vào vẫn còn sớm, vẫn còn thực ra cũng không sớm lắm, nhưng hôm đấy cỡ 10 giờ 11 giờ gì đúng không? Thế rồi. Nhưng mà vẫn còn thời gian, ý là vẫn còn thời gian thì hẹn gặp luôn để hỏi xem làm sao, tại vì cảm thấy là có vẻ như là lâu rồi không có được tâm sự với ai, không được nói chia sẻ với ai cả. Khi mà chị làm như vậy em rất là cảm động. Và tự dưng cái thời điểm đấy em cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì em có một người bạn, một người chị như chị rất là tâm lý. Và chị sẵn sàng bỏ ra mấy tiếng đồng hồ, ngồi từ 10-11 giờ đến 3-4 giờ sáng, ngồi nghe em liên thuyên kể tất cả mọi thứ về các câu chuyện xung quanh em. Chị có cho em những lời khuyên, cho em những cái hướng đi và cho em những lời động viên an ủi mà rất ít khi em nhận được từ người khác. Thì tự dưng khoảnh khắc đấy em lại nghĩ đến cái khoảng thời gian đầu tiên mình gặp nhau. Và em, cái cảm xúc trong em lúc đấy đã định hình thành, em xác định nó là em thương chị. Rồi vì nắng yêu bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong vời vời nơi đôi mắt em cầu vồng lên ngày sao đêm ông thầm mong được bên em. Cái lúc đấy là mình có ngồi uống bia mà đúng không? Trước đây em cũng có nói chuyện với chị thì em cũng có biết được chị cái là cái gu mà rất là thích cái kiểu mượn rượu tỏ tình đầu đúng không? Có men say và sau bắt đầu trải lòng. Bởi vì em cũng đã từng thấy chị xỉn rồi và chị nói rất là nhiều, nhưng rất là dễ thương. Vậy hả? Tức là giờ mình uống bia hả? Mình mở cái này bằng gì? Mình cậy bằng răng. Chị còn muốn uống không? Uống okay, ha, uống okay. Cho nó gợi lại kỷ niệm nhá. Rồi. Cheers. Ôi cái này bia thật luôn á. Ngon. Okay. ngon. Thì khi mà nhìn lại hai chai bia này thì em lại nhớ đến khoảng thời gian hôm đấy. Em nói với chị rất là nhiều về tất cả những cảm xúc mà em có với chị. Thì tự dưng chị ngồi im lặng một hồi lâu, xong chị quay sang hỏi em cung gì. Em có trả lời em là cung Market. Chị có nhớ chị đã nói với em câu gì không? Chị nói là chị cung Kim Ngưu, Market rất hợp với Kim Ngưu. Nhưng hợp làm bạn. Đấy, ở ngoài sân khấu kia thì chị có hỏi em đó là em có tỏ tình chị một lần hả? Và nãy em cũng có kêu là ở đây có một cái kỷ niệm chị em mình. Đó là câu trả lời đó. Đối với chị có thể đó là một câu nói bông đùa, một câu nói rất là bình thường, nhưng với em đó là một lời từ chối. Thật sự em không nghĩ là khi mà mình nói ra những cảm xúc của mình như vậy, em lại nhận được một cái câu trả lời mà ngoài cái sự mong đợi của em như thế. Buồn chứ? Tan nát con tim. Không, ý là sao ta? Hôm đấy em cũng đâu có nói rõ với chị đâu. Tức là tự nhiên bữa nào ngồi nói chuyện tâm sự, xong em chị nhớ là em kể về cái hồi đầu mà mới quen chị. Xong em nói là đợt đấy em có, nói chung có cảm xúc cảm mến chị nên em nhắn tin như thế, mà thấy chị hơi kiểu tạo khoảng cách gì đó, đúng không? Thì thật sự là hôm đấy chị cũng hơi bất ngờ vì chị không nghĩ rằng là em lại thẳng thắn như thế. Thật sự là chưa có ai mà bày tỏ thẳng thắn với chị một cách thẳng như ruột ngựa như vậy luôn á. Thế là lúc đấy chị cũng bị bối rối, xong kiểu tại vì chị tự nhiên lúc đấy là chị nhớ đến cái hồi đầu năm, hồi tháng 1 mà đi sinh nhật em á. Chị nhớ mang máng là hình như là em cung Market, thế xong chị mới hỏi lại cho chắc là em cung gì. Thế em bảo em cung Market.
thì chị lại sực nhớ ra là Ma Kết rất là hợp với Kim Ngưu. Nhưng mà chị cũng không biết là ma xui quỷ khiến chị làm cái gì mà tự nhiên chị đi nói thêm cái câu là hợp làm bạn đấy. Chứ chị không có cố ý. Mà tính ra là tôi cũng không nghĩ rằng đó là một cái lời tỏ tình luôn á. Và tôi cũng không có coi cái lời của tôi là lời từ chối luôn á. Nhưng đối với em thì khác. Thế đấy không phải từ lời từ chối đúng không? Nó chỉ là một lời nói hơi bị vô tư thôi. Không, nhưng mà đau. À đau à, ok, xin lỗi. Xin lỗi thật không? xin lỗi. Rồi xin lỗi này, xin lỗi. Tại vì dễ thương bỏ qua nhá. Đợt vừa rồi chị đi thi hoa hậu ấy. Chị thấy vui không? Vui chứ. Là... đấy là lần đầu tiên chị thử sức mình với... các cuộc thi sắc đẹp thì kiểu được trải nghiệm mới, được học những cái kỹ năng mới, được mặc đẹp, được make up đẹp thì vui chứ. Thật sự là khi mà biết tin chị đi theo hậu thì em chắc chắn đó là chị sẽ rất áp lực. Và bản thân em cũng rất là lo lắng, bởi vì em cũng biết là chị chưa bao giờ tham gia một cuộc thi nào như vậy. Rồi không biết là khi mà tham gia như vậy thì chị sẽ thi như thế nào, rồi gặp những cái khó khăn gì. Bản thân em ở nhà thì em luôn cập nhật những cái tin tức ở trên fanpage. Thì cứ khi nào có ảnh chị thì em và em xem là không biết thần sắc như nào, thi tốt không. Và khi mà nhận được lời mời đi xem từ chị, thực sự em rất háo hức. Cũng chả biết tại sao nữa. Em chỉ thấy em lo lắng cho chị thôi và em cứ suy nghĩ về chị hoài. So this is 27. It doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. Hồi đấy cũng hơi áp lực. Thực sự là hồi đấy thì đi thi kiểu ngày nào cũng tập, ngày nào cũng phải dậy rất là sớm, tập mà từ sáng cho đến tối mà không được cầm điện thoại luôn. Được nghỉ một xíu ấy là sẽ vội đi ăn hoặc là tranh thủ ngủ, tại vì quá là thiếu ngủ luôn. Cũng áp lực cái lúc mà rảnh rảnh ra một xíu á, có thời gian là chị cũng có tâm sự. Ví dụ như em, hay là hồi đó cũng còn Đức Anh. Nói chung là mọi người cũng hiểu, mặc dù là mình cũng không có nói được quá nhiều, nhưng mọi người hiểu là cái tâm lý mình đi cái thời gian đó đã căng thẳng như nào, áp lực như nào. Thì khoảng thời gian đó thì em cũng rất hay hỏi han, gọi điện, nhưng mà em thấy chị đều bận. Thì đó, em đâu cũng có không dám nhắn đâu. Nhiều, thì em cũng biết là chị rất là bận vì việc tập luyện rồi. Và tự dưng khi mà thấy chị bận rộn nhiều và mệt mỏi như thế, nhưng mà lúc đấy cái khoảng cách về địa lý và không có cơ hội. Nhưng em nghĩ hôm nay ở trên sân khấu này, chị có thể cho em làm được không? Làm gì? Ok. Làm anh yêu đến thế, I fall the love, I fall the love. Nụ cười ấy xua đi ngàn áng mây đen đời anh. Em nghĩ nó như một cái lời an ủi và động viên, có thể gọi là bù đắp cho khoảng thời gian đó mà em chưa có được làm. Này gan quá. Sau khoảng thời gian mình không có gặp nhau, chị vào Sài Gòn cũng tình cờ ha. Đợt đấy chị em mình gặp nhau cũng rất là nhiều. Đi chung shop rồi là đi sự kiện, và là đặc biệt là chơi chung với rất nhiều anh em trong hội nữa, và vô tình em có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với chị. Tự dưng tiếp xúc nhiều như vậy, rồi là nghe chị chia sẻ rất là nhiều thứ, em biết nhiều hơn về chị, những cái gì chị đã trải qua, cuộc sống chị ở Sài Gòn một mình từ khi bước vào đây lập nghiệp, và chị chia sẻ cái cách chị vượt qua nó như thế nào. Chị biết em cảm thấy gì không? Sao? Em rất là ngưỡng mộ và khâm phục. Bởi sao? Bởi vì một thân hình cô gái bé bỏng nhỏ nhắn như này, không nhưng có mà bé lắm đâu nha, cao nha, nhưng mà lại trải qua một cái quãng thời gian khó khăn như vậy, nhưng mà vượt qua một cách rất là ngoạn mục.
Đó là một cái bài học rất lớn cho em. Và còn một điều nữa, đây là khi mà đi cùng nhau nhiều như vậy, tự dưng có một khoảng thời gian em ngồi em nhìn lại bản thân mình. Ồ Hải ơi, dạo này mày thay đổi nhiều. Thay đổi hả? Em thay đổi hả? Ừ. Thay đổi gì? Cái đầu tiên chắc chắn là về tư duy. Ừ. Về suy nghĩ, trưởng thành, chững chạc hơn. Ừ. Công nhận. Và điệu hơn nữa. Nhưng mà cái mà em thấy mình tự hào để thay đổi nhất đấy là về ăn mặc. Công nhận. Ngày xưa chị hay chê em mặc trẻ trâu. Trẻ trâu thật. Ừ, trẻ trâu thật mà. Nhưng mà cũng đã thay đổi rồi và thật sự là em luôn tự hỏi tại sao em không gặp chị sớm hơn. Cứ mỗi lần em nghĩ lại những cái câu chuyện chị đã trải qua thì em thấy những lúc đó chị trải qua một cách rất là cô độc. Ừ. Và một mình ở giữa Sài Gòn rất là hoa lệ, chơi văn vở quá nhở. Cứ nói nhưng, đi ạ. Nhưng mà thực sự quen là rồi. Nhưng thực sự là mỗi lần như vậy em lại nghĩ rằng chị xứng đáng để có một người trải qua cùng chị. Chỉ có em mới cho anh dũng khí để yêu. Và lúc nào em nghĩ đó là em. Anh định nghĩa tình yêu. Dù cái xa muốn trùng hương vẫn sẽ nghĩ về nhau. Mỗi phút giây đối với anh như cả cuộc đời. Hơn nắm tay bên nhau chẳng rời. Chị nhớ đây là gì không? Đây là hình của chúng mình, đúng không? Chúng mình. Em nghĩ là mỗi lần nhìn vào những cái này thì chị sẽ đều nhớ nó là mỗi dịp gì, đúng không? Thì đó, đây là những cái dịp mà mình đã chụp hình cùng nhau. Ừ. Đi tham này, dự mini show này. Này. Này, cái này nhìn xứng đôi ghê ha. Đây, em nghĩ chắc đây là rất là ý nghĩa. Bữa, tính ra nói cái này cũng cảm động, tại vì là bữa đó chung kết thì không phải ở Sài Gòn mà ở tận Phan Thiết lận. Thì chị cũng có hỏi mọi người là có mọi người có rảnh không, ai ra Phan Thiết cổ vũ em được không. Thì thật sự là xa quá, đâm ra cũng không phải ai cũng có khả năng có thể đi được. Thì trong đó có cả em. Xong rồi em ăn mặc rất là bảnh bao xuất hiện trong đêm chung kết, tặng chị một bó hoa. Nói chung là lúc đấy kiểu cảm động ấy. Thật sự em không hề có suy nghĩ hay đắn đo gì khi mà chị mời em đi cả. Em chỉ nghĩ là người mình thương xuất hiện trong một cái cuộc thi rất quan trọng, tại sao mình không góp mặt bằng mọi giá. Và thực sự nha, khi mà chị đi theo hậu này là em rất là tự hào đấy. Tự hào hả? Thế em hỏi chị nhé, bây giờ khi mà chị đi theo hậu này, bạn bè, chỗ làm em ai em cũng kể, ai em cũng khoe. Đấy, Trần Anh, Phương, bạn tôi đi theo hậu. Bạn tôi chị bạn đâu. Thì chị tôi. Rồi là khi mà em ra Phan Thiết, bố mẹ em còn hỏi là đi đâu vậy. Em còn bảo là em con ra cổ vũ cho cái chị này, con rất là thích. Đấy, bố mẹ em còn biết. Thì như thế đối với chị có phải là tự hào không? Bố mẹ biết luôn hả? Bố mẹ em biết mà, em đi 2 ngày lận đấy chị. Xung quanh chị rất là nhiều bạn là nam giới. Thì nếu như ngay từ đầu với người đó chị đã xác định là mối quan hệ bạn bè thì chị sẽ kiểu như là không có những cái tình cảm nó đi xa hơn những cái gọi là cái quy tắc đấy của bản thân mình. Như cái lần đầu tiên mà chị xuất hiện ở trên sân khấu của Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì chị có một câu là nếu như là tri kỷ
thì chúng ta sẽ có thể đi với nhau dài lâu hơn. Thì thật sự là đến giờ, suốt khoảng thời gian vừa qua chị vẫn luôn giữ cái suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu mà chị coi ai cũng là tri kỷ, thì đến bao giờ chị mới cho bản thân mình có cơ hội để mở lòng? Đến đây em cũng sẽ có một cái món quà nữa muốn dành tặng cho chị. Em nghĩ là chị nên lắng lại, lắng cảm xúc của mình lại để xem cái video này. Video hả? Yeah. Bao công sức em chuẩn bị cho chị đấy. Thế luôn. Ok. Mình là Lincoln. Tô Sơn Sơ Hô chú Chính nè. Hello Jenna. Thực ra thì cái việc mà Hải lên tỏ tình chị ngày hôm nay ấy, là việc mà em đã đoán được từ trước rồi. Bởi vì mỗi lần mà đi chơi hay là mỗi lần mà nhìn cách Hải quan tâm đến chị hay nhìn cái ánh mắt mà Hải nhìn chị thôi là em đã đoán chắc là Hải sẽ có tình cảm với Jenna đây. Anh có nhìn ra được cái điều đấy không? Hay là chỉ có mỗi mình em nhìn thấy ạ? Trời ơi. Nhớ nha, mỗi lần đi ăn nè, rồi xong kiểu như là đi đâu có Hải với lại Gina thì Hải rất là tinh tế, take care từng ly từng tí cho đặc biệt riêng là Gina thôi. Nhớ. Nhưng mà kiểu như là có những cái lúc á mà anh hay khều em, anh kêu là kìa con Hải kìa con Hải cặp đi nước rồi lấy cái ống hút cho Gina, nhưng mà trong khi những người khác thì không lấy. Tự nhiên lại chỉ còn quan tâm mỗi mình Gina thôi. Mỗi tôi không có mổ thôi tự nhiên đấy. Nhưng mà thực ra thì lúc mà ngồi suy nghĩ kỹ lại ấy, thì em lại sợ là do Hải kém tuổi, sợ chị thì em biết rồi là suy nghĩ lúc nào cũng trưởng thành hơn bên ngoài, thì sợ là chị sẽ suy nghĩ là do Hải kém tuổi nên là chị còn ngần ngại gì đó. Nhưng mà dù sao thì em cũng thấy là cái sự chân thành của Hải này, tình cảm dành cho chị nó là thật trong trái tim này. Nói chung á là hôm nay thì Sơ Sơ với Linh Côn á mong là sẽ có một cái kết thật là đẹp. Giống như ai ạ? Chúng mình đây. Cố lên chú Hải. Tôi tin chú Hải mà chú Hải. Cố lên. Cố lên. Yeah. Ông mà phải. Trong cái khoảng thời gian vừa qua anh chơi với cả hai đứa thì anh nhìn ra ngay là trời ơi, Hải nó thích em lắm rồi, mê lắm rồi. Chắc chắn là Hải nó đã lấy động lực và lấy hết can đảm, lấy hết tinh thần để dám bước chân trở lại chương trình một lần nữa để tỏ tình với em. Thì anh muốn gửi lời đến em Jenna là em thử mở trái tim mình ra, thử bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân đi, xem nó có như em nghĩ không. Tại sao em cứ phải thu mình lại như thế? Tại sao em cứ phải từ chối hết tình cảm của tất cả mọi người, hay là không cho bản thân một cái cơ hội, cũng không cho cái người đối phương một cái cơ hội? Thì anh muốn lần này Hải nó đã xuất hiện ở đây và anh thấy Hải là một người nghiêm túc và đang thật sự thích em và muốn che chở bảo vệ cho em và muốn bên cạnh em, đồng hành cùng em, yêu thương em. Thì anh muốn là Jenna ơi, anh muốn gửi lời là em hãy bước ra cái vùng an toàn của em đi, đừng có trốn ở trong ấy này, rồi mở cái trái tim mình ra nhá, để cho chính bản thân mình một cái cơ hội cũng như là cho Hải một cơ hội để xem biết đâu được, nếu mà hai đứa mà về được với nhau thì quá tuyệt vời, quá đỉnh rồi. Nhưng mà anh vẫn mong là Jenna hãy suy nghĩ những lời anh nói và hãy mở trái tim mình ra, bước ra khỏi vùng an toàn đi. Và Hải ơi, đã đến đây rồi thì nói ra hết đi em, những cái gì mà cất giấu ở trong lòng bao nhiêu lâu nay, anh cho em động lực này, nói ra hết đi nhá em nhá. Ok anh nhá. Hello Jenna, hello Hải. Bạn có thấy thời gian vừa qua Hải rất là quan tâm bạn không? Kiểu như là rất có tình cảm với bạn luôn á. Thì hai anh em cũng đã nói chuyện với nhau. Thật ra nó có tình cảm với bạn thật á, nhưng mà nó không cho tôi nói bạn ơi. Nó bắt tôi giấu đó, cho nên là tôi cho nó tọa nguyện để lên chương trình để tỏ tình với bạn. Tôi không biết là đến bao giờ thì bạn mới bớt khó tính và cọc cằn đi. Nhưng mà với một cái cơ hội như này tôi thấy cũng rất là ok á.
Hải là một người chín chắn. Theo tôi thấy nhá, là một người chín chắn, bạn có thể dựa vào được. Tuy là bạn không thích một mối quan hệ bạn bè lẫn vào yêu đương, nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ mà, đúng không? Đừng nên cứng nhắc với bản thân quá nha. Hello hai đứa. Thực ra thì anh đã nhận ra được cách mà Hải đã thích em là từ lâu lắm rồi. Từ cái lần mà sinh nhật cho em á, Hải tự tay tổ chức sinh nhật cho em nè, rồi trang trí, rồi làm bánh kem cho em nữa. Rồi những lúc mà đi chơi thì hoặc là đi xem phim, tụi mình đi xem phim cùng nhau, thì Hải là cái người mà lúc nào cũng dành cái chỗ ngồi để ngồi với em, là anh đã để ý ra điều đó rồi. Hay là đi nhậu cũng vậy, cũng lựa cái món đồ ăn mà em thích trước, rồi sau đó mới đưa menu cho người khác. Hay là cái lúc mà đi chơi, ví dụ đi chơi chung nhóm ha, mà em bận thì Hải sẽ hẹn một hôm dịp khác rồi đi chơi. Thì lúc nào phải có em bên cạnh, kè kè bên cạnh, thì anh đã nhận ra rồi. Thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta chơi với nhau rồi, chúng ta cũng đã, anh thì rất là trân trọng cả hai đứa và mong cho hai đứa tìm thấy được hạnh phúc. Thì ngày hôm nay với tư cách là một người anh của hai đứa, cũng như là anh mong là hai đứa sẽ tìm thấy được cái hạnh phúc, cũng như là cho nhau một cái cơ hội. Riêng về Hải, chắc là lần thứ hai em đã đứng trên sân khấu tỏ tình này rồi, thì anh mong là em sẽ, anh chúc cho em sẽ lấy hết can đảm để mà em có thể bày tỏ hết tất cả những tình cảm mà em đã giấu kín trong suốt thời gian vừa qua, để mà em có thể nói với Jenna. Jenna, anh chỉ có vài đại điều nhắn nhủ với em thôi. Mình bớt đàn ông lại, bớt mạnh mẽ lại, để người khác bảo vệ em nha. Được chưa? Ý là em nhờ mọi người quay cái này luôn hả? Thật sự thì cũng không phải là cố gắng tìm đồng minh gì đâu, nhưng mà như chị thấy đấy, tất cả những gì em làm, tất cả những điều mà em dành cho chị, mọi người đều có thể cảm nhận được. Thì sau khi xem xong, chị cảm thấy sao? Bối rối. Ý là kiểu chị không nghĩ rằng là tất cả mọi người đều biết ý. Cái mấy cái mà kiểu Soho Linh Kun nói, thật sự là chị cũng có để ý, bởi vì con gái mà cũng khá là nhanh nhạy, chị cũng có để ý là những cái hành động em làm riêng của chị. Nhưng mà thực sự là sau đấy thì chị cũng chỉ nghĩ là mình là đứa duy nhất không có bồ ở đó rồi, thì mình cũng là con gái, rồi Hải thân với mình thì Hải làm những cái điều đó cho mình thôi. Còn những cái như kiểu Duy Luân nói á, thì không biết. Thì không biết thiệt. Nên là hôm nay cũng kiểu hơi bất ngờ ấy. Mà ý là bữa giờ thì em cũng không nói gì với chị cả. Ok, tính cái việc mà hôm mà mình ngồi ở bờ sông quận 4 là em bày tỏ tình cảm với chị đi. Sau cái lúc đấy, cả một quãng thời gian em cũng không có nói gì với chị. Không phải là chị không nghĩ về cái việc là em có thích chị, nhưng mà bởi vì em không nói gì cả nên chị lại nghĩ rằng là có thể là hôm đó Hải chỉ kể cái câu chuyện đấy là câu chuyện từ hồi trước thôi. Và bây giờ thì đã hết rồi, và bây giờ chỉ coi như là một người chị, hai chị em chơi thân thiết với nhau thôi. Thì tại sao em không nói? Tại sao em lại chọn cái cách là âm thầm hành động như vậy? Khi mà em đã thương một người rồi, ngay kể cả khi mà họ từ chối mình, nhưng khi tình cảm em vẫn còn quá lớn, em vẫn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho họ. Và chị cũng không ngoại lệ. Và có một điều nữa, đấy là chắc chắn em đã xác định được, nhỡ đâu chị biết những điều em làm, tự dưng chị thấy ngại ngùng với em, có thể là không còn được gặp chị nữa. Nhưng mà thật sự là con tim em muốn em làm vậy. Nhưng
em hy vọng rằng sau ngày hôm nay và đến thời điểm này, chị đã hoàn toàn cảm nhận được những gì mà em muốn dành cho chị. Yêu là mang đến hy vọng và niềm tin. Yêu là hạnh phúc chỉ cần thấy nhau. Thì hôm nay thì em lại tiếp tục có một món quà tặng chị. Đúng à? Em nghĩ nó sẽ là một cái bất ngờ. Cái kia đã đủ bất ngờ luôn rồi đó. À vậy hả? Bất ngờ lắm hả? Ồ. Em sẽ lánh mặt một lát. Ờ. Để chị xem cái món quà của em. Hello, xin chào mọi người. Mình là công chúa Jen Anh Phương. Nhưng mà đừng nghĩ công chúa là bánh bèo nha. Mình hơi bị mạnh mẽ đó. Kèm cho em xin 10 giây. Ba từ để mô tả tính cách của mình. Mạnh mẽ. Cái khoảnh khắc mà em bước lên sân khấu này, chị thấy rất là ưng. Vì em đúng cái kiểu gu con gái mà chị thích á. Nghe nó hơi giống tỏ tình một xíu, nhưng mà đúng thực sự là chị có một cái gu về những bạn nữ riêng. Là chị rất thích những cái bé mà nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Và đem lại cho chị cái cảm giác mà cái sự ngây thơ. Em cảm ơn chị, sự ôm một cái. Đến nha cô bé. Dạ. Trời chu đáo. Thì mình luôn là cái người mà thích chăm lo mọi người, thích để ý và hay quan sát từng chi tiết nho nhỏ. Em thật sự rất là xúc động. Em cũng suýt rơi nước mắt khi mà em thấy Vinh lùi về phía sau như vậy. Dạ. Em đánh giá đó là một sự tinh tế của một người đàn ông. Mặc dù bạn ý mới 22 tuổi thôi, một người rất trẻ, nhưng mà bạn ấy đã biết quan sát Vân từ những giây phút đầu tiên. Khi mà thấy Vân bối rối khi bạn ấy bước ra, bạn ấy để ý những cái suy tư cảm xúc của Vân và để lựa chọn một cách khôn khéo, đấy là lùi bước về sau để cho Vân có thể nhẹ nhõm, thoải mái hơn trong việc đưa ra cái lựa chọn của mình. Khó tính. Mình nghĩ là nhìn cái mặt mình cũng thấy hơi khó tính rồi đấy. Mình khá là dễ tính khi mà chơi với bạn bè. Em có phải là người vui vẻ không quạo không? Em có quạo, chị sẽ nào quạo. Có quạo đó. Có vậy hả? Nói chung là em với Jenna thì rất là hay cãi nhau luôn á. Cãi trước anh trẻ trâu ạ. Trẻ trâu ngang ngửa, ngang ngược. Không phải, thật ra chuẩn bị cãi nhau này. Không phải, thật ra Jenna. Nhưng mà trong công việc hoặc là đôi khi có một số cái trong cuộc sống ấy, mình sẽ đặt ra quy tắc, nguyên tắc là mình phải theo cái điều đó. Đi tìm nail chờ. Tìm móng tay. Tìm móng tay em. Em lắp được ngón này thì em rớt ngón này. Em lắp được ngón này thì em rớt ngón này. Nó mất tích luôn rồi. Jenna vẫn chưa tìm được cái móng ha Jenna. Nhưng mà mình hy vọng là khi mà mình tới với tỏi tình hoàn mỹ thì mình sẽ có cơ hội để gặp thêm nhiều bạn nam hơn. Biết đâu có một vài bạn thích mình mà ở ngoài không dám tỏ tình lại nhân cơ hội này lên chương trình tỏ tình với mình thì sao? Cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã đến đây và dành cho em thật là
quá là nhiều điều tuyệt vời như thế. Những cái điều mà rất lâu rồi em không được nhận. Xin chào chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Tôi có cô con gái là Trần Hoàng Anh Phương. Hiện nay thì anh Phương đang sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh và một mình đang bươn trải với cuộc sống cũng như với sự nghiệp ở trong đó. Tôi thì cũng rất là lo bởi vì anh Phương thì thân con gái. Thế rồi lại tuổi bây giờ cũng lớn lớn rồi. Đáng lẽ tầm tuổi như thế này thì anh Phương đã phải ổn định rồi. Đấy, ổn định trong sự nghiệp này, rồi ổn định trong cuộc sống này, thậm chí là ổn định trong chuyện hôn nhân gia đình nữa. Đấy, thế nhưng mà cho đến giờ phút này thì anh Phương vẫn còn cũng còn đang chấp chơi lắm, cho nên là tôi rất là lo. Hôm nay thì nhân cái chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ này thì tôi cũng rất mong rằng là làm sao có một cái bạn nào bạn ấy thấu hiểu được cái tấm lòng của tôi, cũng như là thấu hiểu được cái nguyện vọng của tôi, rồi là trên cơ sở đó làm quen với anh Phương, rồi là tìm hiểu xem là có thể hỗ trợ và giúp đỡ anh Phương được cái gì đó cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống, rồi kể cả cho hạnh phúc gia đình. Thì đấy là cái điều mà tôi rất là vui và rất là biết ơn chương trình và biết ơn cái bạn nào đã đồng hành với con gái tôi. Và tôi cũng hy vọng rằng là trong cái chương trình như thế này thì anh Phương cũng sẽ tìm được những cái người bạn mà người ta thật là tâm huyết, thật là nhiệt tình và cùng đồng tâm, cùng đồng tình và cùng với anh Phương để xây dựng cái sự nghiệp cũng như xây dựng cái cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Jenna, khi mà em đến với những chương trình, đặc biệt là chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ á, thì papa ở nhà có dặn dò gì không? Cái cách mà ba em đối xử với em thì lúc nào cũng như một nàng công chúa kiểu còn nhỏ lắm ấy, kiểu em bé. Nhưng mà ba em cũng rất hay đề cập đến vấn đề là em có tuổi rồi. Nói là thôi thì cũng mong là sẽ con gái sẽ có một người nào đó ở bên cạnh. Tại vì ở trong Sài Gòn thì có một thân một mình thôi, nên ba cũng lo, ba cũng muốn có một người nào đó đứng ra thay ba để bảo vệ con gái. Chị thấy món quà vừa rồi như thế nào? Cảm động. Em nghĩ là nhân vật chị không ngờ tới hôm nay đã xuất hiện. Ôi là em là chương trình nhờ được bố chị quay luôn hả? Nói chung là ở đây có sự cơ cấu nhẹ giữa em và chương trình để nhờ bác Nhượng quay. Thì như chị vừa xem thì đó cũng là những cái lời tâm sự rất là chân thành từ một người bố mà gửi đến người con gái rất là yêu thương của mình. Chị có biết tại sao em dẫn chị ra một cái khung cảnh nó rất là lãng mạn và ở dưới một tòa lâu đài rất là lớn hay không? Vì chị là công chúa. Cùng quay lại quá khứ thì cái lúc mà em biết tin chị thi hoa hậu, em có kể với chị về giấc mơ của em, đó là chị Jenna. Em mơ là em thấy chị sẽ được trao vương miện đấy. Chị nhớ. Nhớ đúng không? Nhưng mà em muốn ngày hôm nay
em có mặt ở trên sân khấu này, em sẽ là người thực hiện giấc mơ đó. Xinh nhá. Lấp lánh, lấp lánh. Có thể là nó không có xịn sò bằng vương miện của hoa hậu, nhưng mà em nghĩ nó rất là xinh xắn đấy chị. Xinh quá. Nhật phút ta. Như hoàng tử với công chúa ấy. Nói khóc nhẹ nhỉ. Em nghĩ chị đã từng nghe rất là nhiều những câu chuyện về việc hoàng tử đi tìm công chúa rất xinh đẹp. Và em cũng vậy, em cũng đã có một câu chuyện của riêng bản thân mình. Câu chuyện mà Ngô Đức Hải đi tìm Trần Hoàng Anh Phương. Ôi, chương trình là đẹp quá. Anh làm cái kỳ công nhỉ? Thật ra vài hôm nay bỗng vui lạ thay, vì dường như đã thích em rồi. Cầm ly trà trên tay, oh beautiful day. Chương trình làm cái này giỏi nhỉ? Nàng thơ hôm đó với cây đàn đôi má. Nàng thơ hôm đó có đâu ngờ tim mai xôn xao. Trời ơi, hay đổi da gà quá. Đến bây giờ tìm một đôi điều. Friendzone. Đáng yêu vậy. Nâng cấp thành công. Rồi. Em chẳng phải cô gái mộng mơ, em chẳng thích chơi đùa. Mặc kệ cả thế giới xung quanh. Ừ. Làm cái này lâu cực luôn ấy. Một mình thôi. Nhưng anh lại mang những tâm tư cất giấu bao đêm để nói ra vào mắt em hiểu thấu. Chẳng biết đâu em xử. Vì sau lưng em là bao tổn thương. Nhưng hôm nay anh sẽ là lý do cho em tình yêu chẳng đắn đo. Em sẽ cho hết con tim. Điều đầu tiên cần hỏi, tại sao em có bản demo của chị?
bài này mà mình mà chị đọc cái lời á, chị thấy đúng kiểu nó đang viết cái cuộc đời của chị luôn á, cái con đường tình cảm của chị luôn á. Xong thì chị rất là ưng, tại vì cái khúc đầu là nó nói về cái chuyện tình cảm của chị, còn cái khúc sau á là Đức Anh đã bảo nó sẽ biến thành câu chuyện là có một người sẽ xuất hiện và chị sẽ rung động bởi người đó. Thì còn đang tính là đem bài này lên chương trình diễn mà. Dù sao thì đây cũng chỉ là bản demo thôi mà. Như video mà chị vừa xem, nó là một hành trình. Nó là một hành trình mà Hoàng tử Đức Hải đi tìm công chúa Anh Phương, trải qua rất là nhiều những cái thử thách, trải qua rất là nhiều những cái rào cản, nhưng cuối cùng lại dừng lại rào cản mang tên Friendzone. Đó là lần đầu chị từ chối em ở bờ sông đấy. Không có cố ý thiệt. Thì sau khoảng thời gian đó thì em dành nhiều thời gian hơn, như trong video nó là nâng level của mình lên bằng cách học hỏi, bằng cách trau dồi, bằng cách thay đổi. Và đến một thời điểm chín mùi, em có thể tự tin đứng ở đây nói ra hết những cảm xúc của em. Thực ra thì khi mà quyết định đứng lên sân khấu này lần hai, em nghĩ là em đã lấy hết can đảm của mình thật sự. Có lẽ là cái lý do lớn nhất, nhỡ đâu mọi chuyện không thành, nó không như em nghĩ, thì sau này cái câu chuyện tình bạn của mình nó không còn như trước nữa. Em rất là sợ điều đó. Và tự dưng giữa chúng mình lại xuất hiện một rào cản mang tên sự ngượng ngùng. Nhưng mà em nghĩ cảm xúc của em cất giấu cũng đủ lâu rồi, và em nên nói. Và hơn nữa, một người em thấy rất ít rơi nước mắt như chị lại rơi nước mắt trước sự chân thành của một người khác. Và khi em biết tin chị ngồi chương trình, sự lo sợ của em lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng mà nếu như em cứ lo sợ như vậy thì em sợ rằng đến một ngày sẽ có một người nào đó đủ chân thành để làm chị rung động. Và em không muốn điều đó xảy ra. Và em cũng muốn rằng giữa hai chúng ta sẽ nói cho nhau nghe những điều mà chúng mình đang suy nghĩ. Sự là đến bây giờ vẫn chưa hết bối rối luôn á. Kiểu em tặng cho chị một đống quà rất chi là cảm xúc luôn. Cảm ơn em. Trước tiên là chị muốn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã dành cho chị cái tình cảm lớn như vậy trong suốt một quãng thời gian dài như vậy. Cảm ơn em vì đã đến đây. Cảm ơn em vì đã dám đứng ở đây lần hai. Nãy giờ thì chị cũng suy nghĩ nhiều. Xin Na ơi, trước khi mà em muốn nói với những lời gì với Hải á, thì anh muốn chia sẻ một vài điều để cho em hiểu cũng như là cho Hải hiểu. Và em hiện tại bây giờ không ai cũng phải lừa dối cảm xúc của ai nữa, bởi vì hai đứa cũng đã hiểu nhau quá nhiều rồi. Và hai đứa cũng, em cũng đủ biết là Hải đã dẹp đi cái tôi của chính mình rồi. Chỉ mong là hai đứa thật sự sống đúng với cảm xúc của mình thôi. Mình không phải vì bất cứ một lý do nào mà hãy là để cho cảm xúc em nó thăng hoa đi. Vì em, anh nghĩ là hai đứa cũng đã đủ hiểu về nhau rồi, nên không cần nói quá nhiều nữa. Hôm nay Luân mặc một chiếc áo trắng.
chị nghĩ chắc là Luân cũng đã biết rất là nhiều thông tin. Jenna cũng chuẩn bị đưa ra quyết định của mình. Hải nói là Hải đã đến sân chơi này một lần với một chút của sự hiếu thắng, một chút của sự mơ ước và khao khát muốn chinh phục. Nhưng mà hãy nhìn cái video clip lần này trong phần quay trở lại thì chị lại nhìn thấy một Hải rất khác. Hôm nay hai bạn đứng ở trong giây phút này ở một cái tư thế là tôi không chắc những gì tôi nói ra nó có đúng với những gì tôi suy nghĩ hoặc là tương lai hay không. Chưa bao giờ thấy Jenna để cái tay như thế này từ đầu đến cuối. Bởi vì cô ấy thật sự bối rối, không biết cái điều mình làm có đúng hay không. Nhưng mình tự trấn an chính mình là thôi, cái này chắc là cái phương án tốt nhất mình có thể giải quyết trong ngay lúc này. Vì mình chọn bạn ấy có chắc gì mình hạnh phúc đâu. Bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình, bạn ấy làm nhiều điều như thế cũng giống như những người đã từng đến đây và làm rất nhiều điều cho mình đấy thôi. Thôi bây giờ mình cứ chạy trốn đi rồi mình giải quyết sau, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và bạn ấy không chắc chắn. Và trong giây phút em không chắc chắn nhất á, thì Hải là người mà tất cả mọi người ở đây biết là đều nhỏ tuổi hơn, thiếu kinh nghiệm sống. Có thể bị gọi bản lĩnh là sự cứng đầu. Bạn ấy đứng ở một cái trong cái tư thế của một người đàn ông và biết rằng em chắc chắn, có thể chị không nhưng em thì chắc chắn. Em chắc chắn với tình cảm của mình. Và nếu chị gọi tình cảm rung động và cái sự chờ đợi là một thứ gì đó hoành tráng hơn thế này, là một chàng trai vạm vỡ hơn, một chàng trai có nhiều tiềm năng hơn, có thể là nổi tiếng hơn, có thể mang lại cho nhiều sự chắc chắn hơn, mà không phải là Hải, liệu sự chờ đợi đó của em sẽ kéo dài bao lâu? Thì sau khi nói chuyện với nhau nhiều, em bắt đầu nhận ra rằng giữa hai chúng ta có rất là nhiều điểm tương đồng với nhau. Cái cảm xúc trong em lúc đấy đã định hình thành, em xác định nó là em thương chị. Xa vờ nhưng anh chẳng dám tin vào những thứ đối diện hai ta. Nơi đây nhìn vào mà dường như em đang muốn khóc. Thật ngu ngốc những điều tôi thương. Mình không bắt ép nhau nhận lời ngay, nhưng Jenna cũng chưa kịp thốt ra rằng là trái tim cô ấy có rung động hay không. Nên quý vị khán giả hãy mở lòng để Jenna và Hải được lắng lại trước khi họ phải vội đưa ra quyết định để kết lại phần này theo mong ước của chúng ta hay theo sự vội vàng của một lý trí đang quyết định. Một khi mà chị đã xác định đó là cái mối quan hệ bạn bè thì chị sẽ có cái cách nói chuyện riêng, cái cách đối xử, đối nhân xử thế riêng với những người mà mình đã cho là bạn bè. Và em cảm nhận rõ đấy là chị đang tạo một cái khoảng cách nhất định với em. Giờ là nước mắt niềm đau, tình yêu giờ như phép tốt. Em đã rơi nước mắt trước một giây phút mà chỉ có sâu thẳm trong lòng em biết được là em muốn giây phút đó nhiều đến mức nào. Bây giờ có một tâm hồn khác biết được là em muốn giây phút đó và em muốn nhiều hơn thế nữa, và bạn ấy sẵn sàng bỏ nhiều thời gian hơn để nâng cấp bản thân, để đứng ở phía sau, để bị chối từ và để tiếp tục tưới một cái cây khô và chờ nó đâm mầm. Và em hãy đừng vội quyết định, hãy suy nghĩ mà hãy quan sát Hải thật kỹ, liệu em có tìm thấy ở Hải điều mà em mong muốn. Dù nó là một chút thôi, nhưng biết đâu một chút đó cả hai cùng chăm sóc nó sẽ lớn lên. Nhưng nếu em chối từ hết tất cả những nỗ lực này thì chị e rằng thật khó để tìm được một sự chân thành khác đến ở lần sau và lần sau nữa có thể làm hài lòng công chúa Jenna. Nên mình hãy dành sân khấu này, chúng ta đã làm hết tất cả bổn phận. Và chị cảm ơn em đã là một người đàn ông rất bản lĩnh ở sân khấu. Chị mong 1-2 phút sắp tới ra sân khấu này á, em bỏ hết tất cả những gì em đã soạn sửa đi. Em hãy nói, em hãy bày tỏ, em hãy quyết liệt, để cái cô gái đang bối rối không biết là cô phải chọn cái gì đi chăng nữa đó, hãy cho cô biết cô chọn gì cũng đúng. Chị dành lại sân khấu cho Đức Hải nha. Em cảm ơn chị. Đến đây không phải để tạo áp lực cho chị, cũng không phải đến đây để làm tất cả mọi thứ thật lãng mạn, làm tất cả mọi thứ để chị rung động cảm xúc, chị khóc với mục đích là chị ra về với em. Không, mục đích em đến đây là để bày tỏ, để trải lòng và để tìm kiếm sự rung động tự nhiên đến từ trong con người chị. Nhưng em nghĩ em khác tất cả mọi người đến đây
với chị một điều, đó là em không ép buộc và em không không muốn tạo áp lực cho chị thêm nữa, bởi vì em biết cuộc sống của chị quá nhiều áp lực rồi. Em cũng không muốn chị rơi nước mắt bởi vì sự hối tiếc hay sự buồn đau nữa. Em chỉ muốn chị rơi nước mắt khi chị hạnh phúc thôi. Em biết chị đang rất là bối rối và cũng không, và tất nhiên chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được. Và nếu chị cảm thấy khó nói quá, chị có thể trả lời em trong một thời điểm khác. Đức Hải sẽ rời đi rất nhanh thôi. Và em có chấp nhận để bạn ấy tổn thương hay không? Người ta thích nhau hay không thích nhau, điều quan trọng nhất là em có chấp nhận được người ấy tổn thương hay không, chứ không phải bản thân mình có tổn thương hay không. Trái tim em có cảm thấy chuẩn bị đau không nếu bạn ấy đau? Nếu em có một chút thì nó không phải là rung động đơn thuần nữa đâu, nó là cơ hội cho em đến với hạnh phúc của em và sự chắc chắn đó. Chiếc ghế đó quan trọng như thế nào? Nó có quan trọng bằng người sẽ ở bên cạnh em khi em ốm đau, người sẽ đọc được mong ước thầm kín của em và sẵn sàng bỏ thời gian với mọi người hay không? Jenna, đừng vội đưa quyết định, em hãy hỏi cái tim của em kìa. Em nghĩ là thực sự Jenna bây giờ đang rất là bối rối, và để trả lời thì em nghĩ hơi khó. Chị Jenna ơi, chị đừng nghĩ về ngày mai, cũng đừng nghĩ quá dài. Em nghĩ là bây giờ chị nên nghĩ ở hiện tại thôi. Hiện tại con tim chị có rung động hay không? Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Em biết chị là hay kiểu nghĩ ngày mai, ngày mốt rồi tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà phải có hiện tại thì mới có được tương lai mà. Thôi, chuyện tình cảm mà, mình không thể can thiệp được. Ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên. Chúng ta cứ để cho Jenna quyết định nhé. Và đây là thời khắc Hải sẽ bước lên hoặc là sẽ biến mất khỏi friend zone này. Thật sự thì hôm nay có mặt ở đây, em cũng rất là cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ cùng em rất là nhiều thứ, cũng như là cho em rất là nhiều động lực để em có thể thực hiện tốt cái màn tỏ tình hôm nay bằng tất cả sự chân thành của mình. Nhưng tình cảm không thể ép buộc trong giây lát được. Em nghĩ là cái mầm giống của em gieo trong suốt thời gian qua, nó là đúng. Cũng có thể nó chưa phải là thời điểm bây giờ để đơm hoa kết trái. Nhưng em tin rằng với sự chân thành của em và với sự ươm mầm của em, trong tương lai sẽ có kết quả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều vì lắng nghe em. Cảm ơn chị về tất cả. Chị xứng đáng để có một người trải qua cùng chị. Và lúc nào em nghĩ đó là em. Nếu như là tri kỷ thì chúng ta sẽ có thể đi với nhau dài lâu hơn. Nhưng nếu mà chị coi ai cũng là tri kỷ, thì đến bao giờ chị mới cho bản thân mình có cơ hội để mở lòng?
dắt chị theo với. Chị nói gì cơ? Dắt chị theo với. Từ nãy giờ em bị suy nghĩ rất là nhiều. Rất là lâu lắm rồi em mới suy nghĩ nhiều thứ như vậy. Trước đây em là một cô gái mà ôm trong mình những rất là nhiều nỗi tâm tư và lúc nào cũng chỉ một mình em thôi. Và em đã có một khoảng thời gian để học cách trở nên mạnh mẽ và tự mình giải quyết hết tất cả những cái nỗi buồn, những cái sự tiêu cực của mình. Chẳng hiểu vì sao bàn chân của em cứ phải. Thế nên là cả một quãng thời gian qua em lúc nào cũng rất là vô tư. Đừng buông tay anh khi em bất cần. Hiểu không? Em thấy là có lúc mà em nghĩ rằng là mình đang bị vô tư quá. Tại sao bây giờ mình không suy nghĩ sâu sắc được như trước nữa? Và em đối nhân xử thế, em chơi với tất cả mọi người xung quanh đều kiểu không có suy nghĩ gì cả. Ngay cả với Hải cũng thế. Thì từ lúc mà bắt đầu bước vào trong đó, khi mà Hải gợi lại cho em tất cả những gì mà bọn em cùng nhau trải qua, thì trong đầu em luôn xuất hiện một cái câu hỏi là: bây giờ cảm xúc của này đang là gì? Và nó cũng lại có rất nhiều suy nghĩ, nó liên tục hiện ra trong đầu em. Nãy giờ em đứng đây em suy nghĩ rất là nhiều. Em không chắc được là, tại vì nó quá nhiều suy nghĩ nên em không chắc được là có rung động thật hay không. Và em phải lắng lại, em phải cảm nhận hết tất cả từ sâu trong trái tim mình. Và em coi tất cả những cái quãng thời gian mà em ở một mình nó như một thước phim nó chạy lại. Sau đó là sự xuất hiện của Hải trong cuộc đời của em. Em cảm nhận được là em hạnh phúc, em vui, em được là chính bản thân mình khi mà ở cạnh bạn. Có lẽ như mọi người, những người bạn của em nói, chị Trinh nói, anh Luân nói, thì em đã quá khắt khe với bản thân mình. Và em cũng không chắc rằng là liệu em nếu như tiếp tục ngồi ở cái ghế kia thì đến bao giờ em mới gặp được cái người mà thật sự chân thành với mình như thế. Nên là sau cùng thì em nghĩ là em sẽ đi về với Hải. Sau cùng là dắt chị theo với. Xin chúc mừng cặp đôi mới của Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Trang An Phương và Đức Hải. Ở trong cái đoạn video vừa nãy thì ở phần cuối, em không biết chị để ý không, nhưng mà có những cái sở thích mà chị mong muốn, đi nhậu, đi hàn, đi ăn ốc, thì em hy vọng rằng từ hôm nay em sẽ là người đồng hành cùng chị trong những hành trình đó. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị Trinh và tất cả các bạn, tất cả những khán giả đã theo dõi và ủng hộ em ở chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ suốt thời gian qua. Thật sự là cái thời gian mà em ngồi ở đây cũng không phải là quá dài, nhưng mà thôi thì em kiếm được tình yêu sớm thì em mong là mọi người cũng sẽ mừng cho em. Mọi người mừng cho em rồi, big hug đi nào, tạm biệt Jenna. Thở phào rồi, nha. Thở phào nhẹ nhõm rồi. Hạnh phúc nha. Yeah. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người sẽ sớm có được hạnh phúc nha. Cảm ơn các Hải nha. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Vậy là chúng ta sẽ tạm biệt một cặp đôi mới của chương trình. Jenna và Đức Hải. Một cặp đôi chị em mới. Bao giờ mình định lên anh em mình đây? Nắm tay chị.
dắt chị về, dẫn chị đi. Chị đẹp mua cơm ngon cho em. Đấy. Đi về với anh nhé. Một thời trên kia đang mất em rồi, em đã chọn nơi anh một tình yêu. Một lần sẽ yêu đuối trước anh, sau bao lần em bỏ lỡ. Hạnh phúc nha. Em vẫn ở đây và mong chờ, chờ một ngày nắng lên thôi. Cái gì tình đây mong. Vị trí cũ nè, lắc lơ tới mọi người bây giờ đó. Gì vậy? Tối lắm rồi đó, tối lắm rồi đấy. Hết rồi, người ta hết thuê rồi. Sao, bây giờ Trung Huy với Đức muốn về lắm rồi đúng không? Chúc mừng Trung Huy và chúc mừng Lê Đức đã về cùng nhau. Yeah. Đó, ôi nhưng mà... nhạc mới. Đúng rồi, bọn em là boy band mới. Nợ bạn Duy Luân một lời xin lỗi. Hôm nay bạn ấy rất là tăng năng động để làm gì? Kết đôi để làm nền và kết đôi, yeah. Đúng không? Để phân tán sự chú ý và đặc biệt là tạo rất nhiều những cái chất xúc tác, tạo nên niềm vui và sự sôi động cho bạn Hải. Một tràng pháo tay cho Duy Lân. Duy Lân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa quý vị, chúng ta đã có rất nhiều những niềm vui ngày hôm nay, đặc biệt là Jenna, cô gái luôn tỏ ra mình thật sự mạnh mẽ, rất nhiều niềm vui, giàu năng kết nối, quảng giao. Nhưng thật sự chúng ta luôn biết mặt trái của những người hướng ngoại, đó là họ rất khao khát một ai thật sự hiểu họ. Và chúng tôi mong rằng là các cô gái ở đây cũng là những cô nàng hướng ngoại, giàu bản lĩnh, sẽ tìm được một ai đó để mình thú nhận rằng là tôi cũng không tự tin lắm đâu. Tôi chờ cậu rất là lâu rồi, và nếu đi thì dắt tôi đi theo với, tôi đợi ở đây lâu lắm rồi. Hy vọng chàng hoàng tử của các cô nàng sẽ đến ngay bây giờ. Và cảm ơn tất cả mọi người, xin mọi người về chỗ nào, chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai thứ hai. Yeah. Bay chưa? Wow Day, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Hôm qua ăn bún bò gân. Hả? Hôm nay lại thấy yêu Vân rất nhiều. Ta sẽ cùng nhau đến với phần tỏ tình. Vậy thì bây giờ anh tặng bông cho em được không? Được quá nhờ. Được. Cặp đôi mới của chương trình Tình Bông và Nải Chuối.